với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc đó là 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay tiếp tục hành trình nha chị nha. Đúng rồi, bữa nay mình sẽ đi tìm cái chỗ nào mà bà con đông là tụi mình thấy mình em tới. Em thấy là chiếc xe ngày hôm nay là nhiều quà hơn đó. Nhiều quà hơn đúng không? Đúng, nhưng mà trước khi mà đến đó mình phải tìm khách mời. Không biết ngày hôm nay khách mời là ai đây? Không biết khách mời là ai thôi. Bây giờ lên xe. Đo quá nè. Cái giọng em vừa khen rồi. Tại vì mấy bữa nay gọi là la làng la sớm rồi cổ vũ bà con là cố lên. Dạ. Bây giờ cái giọng em nó khàn quá. Em hy vọng là khách mời ngày hôm nay sẽ nói nhiều, thiệt là nhiều, để có thể hỗ trợ chị em mình, để có thể gọi là kêu gọi vận động bà con tốt hơn. Dạ, mong là bà con sẽ luôn yêu thương chương trình, quý vị khán giả luôn ủng hộ chương trình. Và bây giờ tụi em sẽ lên xe đi tìm khách mời cũng như là chỗ đến của tụi em nha. Theo chân. Hôm nay thì hai đứa em quyết định là thôi mình qua quận 4 đi Lâm ơi. Ủa nhưng mà Lâm ơi, khách mời ai vậy? Mà bữa nãy là nhà sản xuất gửi em là cái định vị khách mời, em cứ dòm dòm hoài, sao khách mời cứ gần gần ở đây hoài, em không biết là chạy xe vòng vòng chỗ nào mà cứ dòm nãy giờ mà không thấy cái định vị đi theo trên xe luôn, không hay. Mà nó nghe bữa nay nghe nó là quay ở đâu, ở quận 4 luôn hả? Đúng rồi, hôm nay mình đến một con hẻm nha, mình hỗ trợ bà con. Là Khương có coi chương trình này chưa? Coi rồi, coi nhiều số mà cực kỳ thích chương trình luôn. Tại sao? Tại vì Khương rất là thích cái kiểu chương trình mà nói về cái tình cảm, tình yêu thương, đặc biệt là hay giúp đỡ mọi người á, đem may mắn, đem cái gì vui tới cho bà con á. Mà lâu lắm rồi Khương chưa được tham gia một cái game gọi là đi ra ngoài thực tế như vậy. Thường là quay ở phim trường không, hoặc là có quay ở ngoài thì chỉ là ekip mình tương tác với nhau, chứ không có được tương tác gọi là trực tiếp với bà con. Nay chị với Lâm sẽ đưa Khương đi đến cái khu vực mà chị sống, quê hương của tụi mình nha. Đó chính là hẻm 360 phường 1 quận 4. Xin mời quý vị khán giả theo chúng tôi nha. Lòng chặt chào niềm vui phơi phới, ha ha ha. Mưa cho đám lúa reo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những ly tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Chỉ cần mướn anh Duy Khương với lại Khải Như là được rồi. Nãy giờ em phải nói là cái tiết mục mà thành công như vậy là phải có cái vũ đoàn mà ba người phía trước á. Đúng rồi. Trời ơi nó đẹp quá trời đẹp luôn, bà con có đồng ý không ạ? Vỗ tay thật to. Cảm ơn bà con rất nhiều.
làm sao lạc lạc tụi tôi? Dạ nãy giờ thì có mới được hát thôi mà chưa được gửi lời chào. Con là ca sĩ Đông San, xin được gửi lời chào đến tất cả bà con đang có mặt tại nơi đây ngày hôm nay ạ. Chào bà con, cảm ơn em rất là nhiều ạ. Và ngay bây giờ Khả Như, Lê Vũ Lâm chào mừng mọi người đến với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Và quý vị thân mến, chúng tôi rất vui khi mỗi tuần được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹ ơi con lên TV vào khung giờ quen thuộc, đó là 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Yeah. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại hẻm ngay quận 4, phường 1. Để mà ekip mà có thể mà quay hình trọn vẹn mà suôn sẻ như thế này, yeah, là một cái sự hỗ trợ rất lớn đến từ bà con địa phương, đặc biệt là cảm ơn các anh văn phòng. Dạ. Yeah. Chú công an khu vực. Dạ, đã hỗ trợ tụi em một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Quý vị thân mến, chương trình Mẹ ơi con lên TV là một chương trình game show và chỉ dành riêng cho bà con cô bác. Chúng ta đến đây và chơi với nhau, chơi thật vui, thật thoải mái. Đôi khi cuộc sống chúng ta quá bộn bề thì chương trình này nhằm giải tỏa năng lượng để mang đến cái điều tích cực, sức khỏe đến cho bà con. Và điều đặc biệt là chúng em luôn luôn muốn gửi gắm những món quà tinh thần đến cho mọi người và mong là tất cả bà con hôm nay sẽ cùng đồng hành với chúng em đến cuối chương trình có được không ạ? Dạ. Dạ. Nếu trưa mà đói bụng quá thì bà con có thể bới cơm ở đây ngồi ăn cũng được nha. Miễn là ở lại đây chơi tụi em là được. Và đồng hành với chúng em ngày hôm nay sẽ là một diễn viên. Các bạn có biết ở trên cộng đồng mạng có nghệ danh là chị Bún Bò không ạ? À? Chị Bún Bò duyên dáng không ạ? À? Duyên. Chị Bún Bò xinh đẹp không ạ? À? Đẹp. À, lại là chị Bún Bò xinh đẹp không ạ? À? Vậy mà nói mà dám so sánh Lan Khuê, dễ sợ chưa? Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Duy Khương. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép Duy Khương gửi lời chào đến tất cả khán giả đang xem chương trình Mẹ ơi con lên TV cùng với tất cả bà con đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay á, Khương có mặt ở đây á, với cái nickname là chị Bún Bò thật sự luôn. Sáng giờ em tìm bún bò rất là nhiều luôn mà không có thấy cái hẻm bán bún bò luôn. Rất là thèm. Chị Bún Bò luôn hả chị? Trời ơi, bình thường cái giai diễn của em là chị Bún Bò mặc đồ bộ rất là nhiều. Ngày hôm nay em chấm rất là nhiều bộ đồ bộ. Thí dụ cô bộ đồ bộ cam ở đây, bộ đồ bộ em rất thích. Khương ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà lần đầu tiên em đến với chương trình? Thật sự nha, em quay game show rất là nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên em được quay một cái game là truyền hình thực tế với một cái tâm thế là được đi vô gọi là tận nơi quay luôn chứ không phải là set up để quay và gặp bà con thực tế vậy luôn và đứng coi như một cái chương trình mà ngày xưa em còn đi học được coi trên truyền hình á. Thì ngày hôm nay may mắn được tái hiện lại, được tham gia chương trình này và em mong rằng sự xuất hiện của mình ngày hôm nay sẽ khuấy động chương trình thật là bùng nổ và đặc biệt đem lại thật là nhiều may mắn cho tất cả bà con tham gia những trò chơi hôm nay. Cảm ơn Duy Khương rất nhiều. Dạ, và bây giờ sẽ là những chiếc phiếu cho bà con nha, sẽ gửi đến cho bà con và ai mà trúng những cái phiếu đó sẽ được những phần quà rất là giá trị. Và ngay bây giờ không để cho bà con chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi đầu tiên được mang tên chiếc hộp may mắn. Yeah. Yeah. Sau lưng của tụi em là có ba cái hộp màu đen, màu vàng và màu hồng. Trong đây có những phần quà rất là giá trị và hấp dẫn. Đôi khi mở ra là nhận phần thưởng đi về thôi. Có khi mở ra phần thưởng nhưng mà bên trong phải vượt qua cái thử thách thì bà con mới nhận được quà. Game này cần ba người. Duy Khương chọn, Khả Như chọn. Chọn từ đây. Chị Hồng nha. Con nít đi, em nghĩ con nít đi chị Như. Lên, leo lên. Từ từ. Rồi bây giờ chúng ta đã có ba bà chị đang có mặt ở sân khấu. Vậy bây giờ chúng ta cùng làm quen ba bà chị này là ai và đến từ đâu nha. Đầu tiên, bé áo yellow. Em tên gì và đến từ đâu yellow ơi? Em tên là Kim Ngân, em đến từ Bến Tre. Làm nghề gì Ngân? Vậy em là sinh viên. Ngân có gia đình chưa? Dạ chưa. À, mẫu người bạn trai như thế nào? À, giống anh là Dương Bảo Lâm. Ừ, tôi có vợ ba con rồi nha, bớt lời nha. Dạ. Chị áo xanh, chị giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ em tên là Ngọc Sương, em ở quận 4. Có gia đình chưa? Mấy đứa con rồi? Mấy đứa con rồi? Em 4 đứa. 4 đứa có coi chương trình Mẹ con lên TV không? Có. Thích nhất là ai? Thích nhất là anh chị. À, không thích chị Khương đúng không? Không, đã mới xuất hiện tập này mà MC quá trời. Dạ bây giờ chị nè. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị Tím nè. Giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi cũng như là công việc hiện tại của chị. Lê Ngọc Điệp. Dạ. Em ở nhà nội trợ. Dạ. Nhiêu tuổi? 55 tuổi. 55 tuổi. Dạ. Nội trợ. Dạ, dạ rồi. Rồi bây giờ ai sẽ là người chọn trước nè? Mời chị áo tím đi ạ. À. Màu nào em ơi? Màu hồng. Vàng. Màu vàng. Hồng.
không, chị thích con heo, chị không, thích không. Con heo. Bưng con heo xuống với chị. Bưng con heo xuống. Bây giờ mở cái hộp ra, xem bên trong có gì. Một, mời chị đẹp. Hai, ba. Wow. Nhưng chị không đơn giản như vậy đâu. Đúng. Chị sẽ có phần thưởng với điều kiện chị vượt qua cái thử thách này. Liệt kê 5 loại trái cây chỉ có 1 hộp trong 1 phút. Bắt đầu 3, 2, 1. Trái xoài, trái chôm chôm, trái nhãn, trái cam. Trời ơi, trời ơi, ai sầu riêng vậy? Trời ơi, bà ngoại ơi, sao bà ngoại hại người ta? Vậy thôi mà. Cái gì nữa lại? Lê Kỳ Mà. Trái chu chê. Trái chu xê là trái gì? Mà dưới hỗ trợ của nguyên một sớm, cuối cùng bà chị đẹp đã giành phần thưởng ngày hôm nay. Một trào tay chị đẹp à. Dạ. Chị, chúng ta đang tham gia chương trình Mẹ ơi con được lên TV quá. Dạ. Chị, ở sớm này chị sống làm sao mà bà con thương quá vậy? Em làm trò hề nhiều lắm. Em làm trò hề nhiều lắm. Hèn chi bà nói cái gì mà bà con cứ nhắc quá trời. Thấy không? Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Đợt này lên làm diễn viên luôn nha. Rồi bây giờ là chị Bảy chọn màu nào nè. Màu nào em? Màu đen, màu gai, bưng xuống em. Nhanh tay lẹ chân giùm chị em ơi. Rồi Sương ơi, Sương mở đi Sương. 3, 2, 1, mở. Wow. Dầu ăn nước mắm nha, xịt khuẩn đồ, bơ đồ này nọ nha. Trời ơi, số hưởng là 10. Sương, Sương có lời nào muốn gửi đến chương trình hay không? Mẹ ơi, con được lên TV. Yeah. Bây giờ em ơi, em cảm thấy như thế nào khi em không còn sự lựa chọn nào khác? Hoa bông xuống cho em luôn nha. Oh yeah. Rồi. Rồi ngăn mở đó nha. 3, 2, 1. Wow, bình đun siêu tốc. Rồi, để có thể mang cái bình đun siêu tốc này về thì em phải vượt qua một cái thử thách, đó là tân ba trái bóng vào ly. Ngân ơi, nhiệm vụ em rất là đơn giản. Ở trong đây có rất là nhiều trái banh. Em chỉ cần cầm trái banh ở đây vô vạch mức. Em tưng một cái cạch một cái. Vô. Đó, em làm sao mà. Vô. Đó, vậy là được. Một rổ vậy em làm được 3 trái vô cái ly là em giành phần thưởng. Đơn giản dễ chơi. Ở đây có cái 9 cái ly lận. Quăng, chỉ cần quăng thẳng thôi, quăng đại nó cũng văng vô 9 cái ly. Nó nghe nè, rung không? Biết yêu chưa? Có rung động với ai chưa? Hồi nãy nói với em là có mối tình đầu rồi đó. Không có, anh thà đừng có vậy. Mà anh hay ra dễ quá. Rồi bây giờ mời em bà con cổ vũ với Ngân nào. Cổ tay cho Ngân. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ nha Ngân. Vô Ngân. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Hay, hay quá. Wow. Một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa. Mạnh. Yeah. Một trào tay cho Ngân à. Yeah. Em ơi, và em đang tham gia chương trình Mẹ ơi con lên TV. Cảm ơn Ngân. Dạ, rất là nhiều. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Quý vị, chúng ta sẽ đến với game mà đoàn kết nhảy dây. Chúng ta sẽ cần 6 người sẽ vô cùng nhảy dây. Chúng ta chia làm 2 đội, một đội màu xanh và một đội màu cam. Cứ lần lượt từng thành viên nhảy vô. Thì hiện tại hai bên đầu dây đã có người của bên chương trình. Và hai người bên chương trình bắt đầu quay, 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 quay. Ai chạm dây ra và giữ lại người cuối cùng. Nếu như người cuối cùng nằm ở đội màu cam hoặc là đội màu xanh thì sẽ giành chiến thắng mà thôi. Đơn giản như vậy. Đơn giản lắm, tụi em cần 6 người, ai chơi giơ tay nha. Khéo léo nha. Ai chơi mình giơ tay lên. Áo xanh nè, thấy có khiếu rồi làm nhảy dây đó. Rồi, ai nữa ạ? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Một người nữa. Ai nữa? Một bạn nữa. Có biết nhảy dây không? Con luôn, gái luôn. Hai đội hiểu luật chơi chưa? Rồi, ai là người đầu tiên à? Mình quánh tù xì nè. Rồi, con, xù xì, hai người xù xì nè. 2, 3. Rồi, thua luôn. Thua, thua là vô trước nè. Rồi, con vô sau nha. Vô. 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 Rồi. Áo xanh, loại. Rồi, áo cam tiếp tục. Áo cam. Vô. Vô. Ai quá. Vô. Trời ơi, cái chân áo dài. Áo xanh, loại. Cái chân dài quá. Rồi, lại. Một. Gái sớm này không chơi nhảy dây thì sao á? Đá banh không à?
Hiệp 1, đội cam thắng 1-0. Rồi. Người lớn đây, em nghĩ game là người lớn đi ạ. Mấy chị người lớn ơi, chị nào mà mạnh chân mạnh tay lên giùm em. Đúng rồi, chị. Ai chưa vô giùm em. Ai chưa chơi mình vô chơi. Bây giờ là đã có hai đội chơi và chúng tôi quyết định là chọn người lớn để chơi. Dạ. Đội màu cam và đội màu xanh, chúng ta quánh tù xì nè. Quánh tù. Rồi, thắng vô trước, vô trước nha. Vô đi Diệm. Vô Diệm ơi, vô. Rồi, xanh vô, xanh vô. Vô xanh thôi. Vô đi. Xanh thua, xanh vô. Xanh thua lại. Rồi, chị Diệm nhảy tiếp mà chị Diệm. Xanh vô nè. Từ từ rồi nha. Vô. Đúng rồi. Đúng rồi, từ từ. Từ từ thôi. Từ từ. Từ từ thôi. Vô. Cái gì? Sao cái gì? Xanh thắng lên. Lượt tiếp theo, lượt tiếp theo. Cái bà này bà vô là dính, vô là dính. Mà bà đổ thừa người ta. Bà vô 10 lần là dính 10 lần. Bà còn đổ thừa MC quay. Mà bà nhỏ này phải bà cao 1m9 đâu tôi không nói. Mà vô á hả? Bà còn 1m1 hà. Vô ngay cái đầu cầu vậy nè, sao mà nhảy. Đúng rồi, rồi. Thừa tôi là tôi phải ra. Rinner nó vô nó quay rồi bả cũng bị dính luôn. Rồi bây giờ còn chàng trai nè, em cố lên. Lượt tiếp theo em là loại rồi nha, em không có nhảy nữa. Đúng rồi, cam vô. Đúng rồi, vô. Đúng rồi, vô. Đúng rồi, vô. Cam móc nha, cam bị loại ba người rồi. Rồi cam loại ba người, đội xanh thắng hiệp 2. Yeah, hiệp 3. Hiệp này quyết định thắng bại nha mọi người ơi. Rồi, cam xanh sushi đi ạ. Rồi, 3, 2, 1, vô. Đó, 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 thấy nhắc không? Đó, được chưa? Đó, đó, trúng đầu luôn, trời, nhảy luôn. Được, nhảy đi, nhảy đi, được. Đúng rồi, từ từ. Rồi, rồi. Cam tiếp tục xanh loại. Cam tiếp tục xanh loại. Từ từ, nhanh nha. Vô, đúng rồi, đúng rồi. Thầy thấy tài nhảy thấy thương không? Thằng này em á nha. Thằng em ruột em á. Không, thằng này là thương dĩnh vô nè. Đúng rồi. Cam loại. Cam loại, xanh thắng. Tội nghiệp áo xanh nha, nó nhảy mệt nha. Nè, né ra hoài hoài vậy. Đã hoài không á? Tao né ra hoài hoài vậy. Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Em ruột tôi. Trời ơi. Không? Ủa còn, ủa lên bà luôn á. Bà Diệp. Còn nha, nha, nha. Con bà Diệp. Vô chị Diễm. Vô. Đúng vô. Rồi Diễm ơi. Đúng rồi Diễm ơi. Wow. Trời ơi. Diễm ơi. Trời ơi. Bà con thương mến, vậy là chúng ta đã có kết quả trò chơi vừa rồi. Đội xanh đã giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Yeah, chúc mừng đội xanh. Và bây giờ là phần thưởng của chương trình dành cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn hai đội màu xanh và màu cam rất là nhiều. Dạ. Và chương trình chúng ta là chương trình Mẹ ơi con lên TV. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Đơn giản luôn, cái game hồi nhỏ mà con có chơi nhảy bao không? Có không? Dạ. Và bây giờ tụi con cần 8 người chia làm 2 đội nhảy đối kháng với nhau. Đây, nha. Ví dụ như Mèo với Khương sẽ đi lên tới đây, nhảy lên tới đây, quay về. Nhảy. Chạm tay hai người còn lại để hai người còn lại nhảy lên trên này. Xong rồi quay về. Chạm. Hết một lượt, đội nào về trước đội đó chiến thắng. Rồi, đơn giản quá dễ luôn. Rồi. Từ từ nha, cao. Bạn nào cao, khỏe. 3 2 1 Bắt đầu. Nhảy. Mày ra luôn, qua luôn. Rồi, quay lại. Đúng rồi, quay lại. Cam lên, qua luôn. Hay quá, nhiều quá nè. Rồi, cởi ra. Thôi. Nhanh lên. Lẻ lên, lẻ lên. Rồi. Lấy cái bao, cởi ra, lấy cái bao. Vô. Nhanh lên. Quay lại. Quay. Đúng rồi. Quay lại.
sau trận đấu khốc liệt vừa rồi thì cuối cùng đội màu xanh chiến thắng. Yeah. Và đây là phần thưởng dành cho đội xanh và cả đội cam. Yeah, và một tràng vỗ tay dành cho đội xanh và đội cam ạ. À. Bà con ơi. Và chương trình chúng ta là chương trình rồi, nãy người lớn chơi, bây giờ là thiếu nhi chơi nè. Con chơi phải không? Con nhảy nổi không? Nổi không? Đây, một. Cho con nha, rồi, bên này. Gái lên con gái. Chú Lâm mời hai con vào vị trí của mình nè. Rồi. Hai bạn sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Bây giờ bà con ơi, mình cổ vũ cho hai đội nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Anh cũng đừng có buồn bởi vì các con cũng có quà luôn. Thì bây giờ sẽ là những phần quà của nhà tài trợ sẽ gửi cho các con. Các con ơi! Ơi! Và chương trình của chúng ta là chương trình Mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Thưa quý vị, và trò chơi được mang tên là thải dòng bắt dịch thôi. Trò chơi này cho nguyên sớm mình luôn, thấy không? Ai cũng có cơ hội một lần. Một người lên đây sẽ cầm ba cái dòng và canh vào những bé vịt và thải cái dòng vào cổ của bé vịt nha. Nếu như bà con nào mà thải cái dòng trúng cổ bé vịt thì sẽ được ẵm bé vịt đưa về chăm lo và nuôi nấng. Trò này thấy vui không bà con? Ai chơi giơ tay ạ? Rồi, đầu tiên người lớn, con mời cô trước ạ. Rồi, bây giờ cô có thể chiến thuật của mình. Một là một thải một vòng, hai là quất lần ba vòng luôn. Cô muốn sao? Một cái thôi. Một cái, lần lượt từng cái. Rồi, rồi. Mời cô. Chậm quá, chậm quá, chậm quá. Thôi. Trời ơi, không được luôn. Rồi chúng ta. Rồi, con mời con. Nè, cô ơi, hãy dịch chứ phải thải quay phim cô ơi. Vô, học luôn nè. Dạ, cảm ơn. Dạ cô ơi, cô có bí quyết gì mà hay quá vậy? Cô chuyên gia cô thấy dòng con ơi. Dạ rồi, bây giờ cô về cô nuôi nắng con vịt rồi nha. Một tháng sau cô lại con kiểm tra thăm em nha. Rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con mời người tiếp theo à. Rồi, thải đi ạ. Đợi tiếp theo. Rồi, cầm đi lên. Nhẹ nhàng tinh khôi, ẵm em về, nhẹ nhàng tinh khôi, đúng rồi. Nhẹ thôi con, nhẹ thôi. Rồi. Ôm bé về nhẹ nhàng tinh khôi giùm em. Rồi, cảm ơn anh.
Ai ơi, xé ngoài ơi. Ai xài năm vòng ạ? Nãy giờ thấy không, nó kêu hai ba vòng không vô thấy không? Cố lên! Dạ con mời bà vô đây. Dạ đây là món quà của chương trình gửi tặng cho bà. Con vịt nha. Dạ, bà giới thiệu chút xíu cho mọi người cũng biết tên tuổi của bà nha. Tên là Nguyễn Thị Sơn. Dạ, bà nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bà nhiêu tuổi rồi? Bà 62 tuổi. Dạ, bà đang ở với ai? Ở với thằng con trai. Dạ, con trai bà đâu rồi? Nó nhỏ đó, nó đi làm, bà về nó ngủ. À, đang ngủ đúng không? Dạ rồi, con vịt này bà nuôi giùm con nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà, chương trình của con là chương trình Mẹ ơi, con là TV. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game tiếp theo nha. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Và bây giờ sẽ là vòng chơi tiếp theo, đó là bịt mắt đập ống heo. Rất đơn giản luôn. Bà con ơi, còn sống không ạ? Còn sống luôn. Không nha. Dạ, mỗi lượt chúng em cần 5 người. Tại mỗi cái ống heo đó là một phần quà nha. 1 2 Đây 3 Rồi, em sẽ cho xay dầu dôi 7 cái tại chỗ. Đó, bịt mắt vô. Rồi, anh Di Khương quay nè. Quay 1 Cúi xuống Khương là 2 3 4 5 6 7 Rồi đi kiếm con heo nè. Đạp giả bộ thôi. Đi kiếm con heo cho mày đi kiếm đường nha. Đúng rồi. Dạ. Thua nha. Rồi, đơn giản vậy thôi à. Tinh khôi vậy thôi à. Rồi, còn đối với bà ngoại không cần quay, chỉ cần bịt mắt lại và đập thôi nha. Dạ rồi. Lâm ơi, cho người trẻ hả quay, còn người lớn thì mình hỏi ha. Dạ đúng rồi, ai xin người đầu tiên à? Chị đi ha. Chị đi, mời chị ạ. Dạ rồi, chị ơi, chị tên gì nè? Lê Thị Bích Ngân. Lê Thị Bích Ngân đang làm nghề gì nè? Nội trợ. Dạ rồi, chị Ngân cố lên nha. Cố vũ chị Ngân bà con ơi. Rồi lên. Xoay nha, mấy vòng dư? 9 vòng. Thôi ơi, 7 vòng. 1, 2, 3, quay. 1, 2, 3 4, từ từ thôi. Chưa quay 4 nè. 5 rồi. 5 nè, đúng rồi. Chưa 6 nè. 7. Rồi đi. Chị ơi. Chị ơi. Qua đây. Chị ơi, quay. Đúng rồi. Đập nè. Một cái. Rồi, hình như có dấu hiệu tiền đình đúng không cô? Sao sức khỏe giờ sao nè? Hơi trước mặt hơi chóng váng đúng không? Nhưng mà không sao, quà là giá trị hấp dẫn nha. Rồi, bây giờ con cua cho cô. Quà là gì đây? Wow! Đây là quà
Dạ con chúc mừng cô. Dạ cô ơi, cảm xúc như thế nào khi mà một cái thôi đã quýnh trúng con heo? Quá mạnh. Dạ rồi, cô ơi, chương trình của con là chương trình Mẹ Ăn Con Lên TV. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời cô tiếp theo con mời cô tiếp theo. Rồi, cầm cái gậy thần kỳ nào. Rồi, ra trước nha. Rồi, 3, 2, 1, quay. 1 Chưa, 2 3 3 Tiếp 4 5 6 Cái nữa 7 Rồi, đi đập. Đi kiếp, rồi đập. Bên này, từ từ. Quá giống mà. Nhẹ thôi. Đi lặng lên. Vô. Đúng rồi. Rồi, đập vậy. Mạnh lên. Đập. Không. Một cái. Đập. Vô. Trời ơi, hay dữ vậy trời. Chóng mặt quá kìa. Ổn không? Thấy ổn không? Thấy sao? Chờ thấy sao? Đầu nó quay quay. Đầu quay quay ha. Chị ơi, chị tên gì? Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi, công việc của mình là gì? Trả lời phỏng vấn nổi không? Em ôm nha, không sao nha. Dạ, em tên Phượng, hiện tại ở nhà. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 39 tuổi. 39 tuổi đúng không? Rồi bây giờ thích quà gì nè? Dạ, quà gì cũng được. Quà gì cũng được đúng không? Đã. Wow, chúc mừng chị. Wow, chúc mừng chị ơi. Hơi choáng, hơi mệt đúng không? Không sao, cố lên. Chương trình chúng ta là chương trình Mẹ ơi, con được lên TV. Dạ, vỗ tay, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, con mời cô tiếp theo ạ. Rồi, con mời cô. Cô này chắc là 2 vòng thôi chị. Hai vòng thôi. Một vòng thôi. Một vòng thôi. Rồi, Khương. Như vậy 7 vòng là xỉu luôn á. Cô ơi, cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên Nguyễn Ngọc Hương. Dạ, cô có thấy con không? Dạ rồi, xin mời cô, xoay một vòng nhẹ dạ, thôi lên. Rồi, xoay ạ. Xoay, một vòng. Một. Rồi đi, đi luôn. Thẳng lên cô. Đó, lên. Rồi đây. Là đập trúng cái thùng heo rớt xuống bể. Thấy ghé ăn. Rồi cô cầm quà của mình lên nào. Wow, wow. Ấm siêu tốt. Xin chúc mừng cô. Dạ rồi, cảm xúc của cô làm sao nè, vui không? Vui vẻ. Dạ, rồi cắm siêu tóc này về cô làm cái gì? Nấu nước. Nấu nước à, cảm ơn cô rất nhiều. Và chương trình chúng ta là chương trình Mẹ Con Lên TV. Dạ, chúc mừng. Rồi, đi đâu ngoại ơi? Qua đây, đi thẳng luôn ngoại. Rồi. Qua đây, cái này vô nhà rồi. Heo là kia, rồi. Bên đây nè. Bé đâu mà phải đặt một cái bây giờ. Cái nữa từ từ. Tôi chơi một từ rồi. Đây con ginh thùng quà lại cho ngoại luôn. Rồi, bưng thùng quà lại cho ngoại luôn. 76 tuổi đúng không? Dạ rồi, con mở thùng quà cho ngoại. Một bịch xà bông luôn. Quá trời, đây, bịch xà bông của ngoại đây. Thấy thương quá. Rồi ở nhà có xà bông giặt đồ chưa ngoại? Bà ở có mình rồi con ơi. Ở mình rồi con cháu bà ngoại đâu? Có, đi lượm ve chai. Đi lượm ve chai hả? Rồi hàng ngày rồi từ ăn uống làm sao, ai nấu cho ngoại? Cho đồ ăn á, ta cho đồ ăn ăn. Dạ. Rồi bây giờ ở là ở trọ hay là nhà của ngoại luôn? Ở cái bà nhờ nhà trọ á. Tháng 500 mà. Tháng là 500 ngàn tiền nhà. Rồi bây giờ sức khỏe ngoại sao? Thì bà ngoại cũng khỏe chứ không có gì. Nhưng mà bà dộm lên chai. Dạ, vậy bây giờ con xin thêm cho ngoại phần quà bự nữa ha. Dạ, chương trình cho em một phần quà bự cho bà ngoại nữa đi. Nó chứ bịch xà bông về là không đủ giặt. Nó bây giờ có phần quà gì mà bự cho bá lửa đi. Đó, vào ăn luôn. Đúng rồi. Một bịch cho bá lửa luôn. Quá trời bà ngoại ơi. Dạ, chương trình tặng ngoại. Ngoại thấy sao? Ngoại thấy vui quá. Rồi bây giờ ở lợn nha, xíu nữa là có trò chơi gì con mời ngoại lên chơi nữa nha. Rồi Khương giúp ngoại nè, Khương cầm giúp ngoại. Rồi bây giờ ngoại vô trong nha. Khương kinh phinh bà ngoại. Đây, để tụi con phụ ngoại. Ngoại vô đi.
xây được không, sức khỏe có không? Ba vòng nha. Dạ rồi chưa ạ? Ba. Từ từ anh ơi, từ từ. Cố lên. Bước tới một bước nữa. Bên trái. Cảm ơn mọi người. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với game tiếp theo nha. Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Quý vị thân mến, chương trình này là một chương trình mà dành riêng cho bà con cô bác. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui cho bà con. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có khao khát được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh đặc biệt, để chúng tôi có thể san sẻ hơn những cái cực nhọc, để bà con có thêm được nhiều niềm vui. Và hôm nay đồng hành với chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai mảnh đời mà chúng tôi cảm thấy rất là đặc biệt, và chúng tôi rất mong muốn được mang họ đến đây để cùng chơi với mọi người, để mang lại niềm vui cho hai gia đình này. Mong bà con cổ vũ thiệt là nhiều nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với những hoàn cảnh đặc biệt ngày hôm nay. Giờ xin mời gia đình mình ạ. Dạ con mời cô chú. Dạ con mời cô chú vô. Dạ cô chú. Dạ đây. Dạ mời cô. Dạ chú có thể giới thiệu tên tuổi và công việc hiện tại của cô chú, cũng như là cái nỗi lòng của cô chú chút xíu cho bà con cùng nghe nha. Tên của chú là Võ Văn Lỡ, chú là nghề hành nghề tài xế ôm, còn cô thì không có làm gì hết, ở nhà bị bệnh à. Dạ không biết là cô bị bệnh bao lâu rồi ha cô? Một năm mấy rồi. Cụ thể là cô bị bệnh gì hết chú? Tai biến. Dạ. Trong một đêm thôi thức dậy là đi không được. Lúc đó cái cảm giác của cô chú như thế nào ạ? Cô thì mình cũng buồn lắm, chở cô đi vô bệnh viện 115. Rồi nằm hết 5 ngày rồi trở về chăm cứu không hết. Cho con hỏi nè cô ơi, dạ hiện tại là mình có bao nhiêu người con cô? Rồi cuộc sống bây giờ của mình như thế nào cô? Chú chạy xe ôm với cô. Cô già không có làm biết. Dạ rồi con cô bây giờ đang làm nghề gì cô? Con cô chở nước ngọt. Rồi, rồi thu nhập của anh một tháng được bao nhiêu cô? Tháng con cô đưa cho cô 700 để đóng tiền phòng. Vậy rồi tiền thuốc men của mình là một tháng khoảng bao nhiêu cô? Tiền mấy còn thuốc men cả triệu cô với chú á. Lâm, tại vì không những cô bệnh mà chú cũng bệnh nữa. Được, chú cũng chết đường luôn nữa. Là bị tiểu đường chị, là hai cô chú bà bị tiểu đường hết. Dạ. Dạ, con rất là hiểu và thông cảm. Con mong là con có thể chia sẻ được cái nỗi lòng của cô. Dạ, không sao đâu cô. Con nghĩ là thật ra mình có những thứ nó đến với cuộc sống của mình nó bất ngờ. Nhưng mà bây giờ hôm nay tụi con đến đây, tụi con chia sẻ với cô. Bây giờ những cái giây phút này là những giây phút mà con nghĩ là cô sẽ được có niềm vui nè, mình có quà nè, mình còn có được phần tiền thưởng của chương trình nữa. Dạ, con mong là cô nén cái xúc động lại, bởi vì tụi con đang ở bên cạnh cô. Thật là may mắn khi mà chú vẫn ở bên cạnh cô, và gia đình chúng ta vẫn còn đang yêu thương nhau. Dạ, vậy bây giờ tụi con sẽ hỗ trợ con cô nha. Bà con cũng cổ vũ hết mình nha bà con ơi. Dạ. Vậy bây giờ chúng ta cùng làm quen với gia đình tiếp theo ạ. Dạ con chào cô, dạ em chào anh. Dạ,
anh giới thiệu về bản thân mình và giới thiệu về hoàn cảnh của mình giùm em ạ. À. Dạ, em tên Lộc, năm nay 27 tuổi, hiện em đang chờ việc làm. À. Dạ, mà lúc trước anh làm nghề gì? Dạ, em làm bảo vệ bên khách sạn. Dạ, rồi bây giờ không làm nữa anh? Dạ, từ cái bữa dịch tới giờ là khách sạn ngưng hoạt động anh. Rồi tới một năm mấy nay em đang chờ. Dạ. Cô tên là Ngô Thị Duyên. Bây giờ ngày xưa là cô đi bán giấy số đó con, mà cô bị viêm túi lệ là một năm nay rồi. Thì nói thẳng ra là cô cũng không có tiền mà để mà đi khám mắt. Thành thử cái viêm túi lệ của cô là nó cứ bị sưng lên sung sướng ba lần. Đó, đó mà bây giờ là cô chịu chậm tại vì hoàn cảnh không có tiền. Đó, cô phải chịu đau đớn. Giờ cô cho con coi được không con? Có nghĩa là nó sẽ sưng và nó hành mũ như thế này nè quý vị. Có nghĩa là nó sẽ sưng lên và mũ nó cứ lúc nào nó cũng cương cứng như thế này. Và mình phải đeo cái mắt kiến vô để bụi, để đỡ vô bị nhiễm trùng đúng không con? Rồi nó có đau hay không con? Đau lắm, bây giờ đi khám cô cũng không có tiền đi luôn. Rồi bây giờ cố lên nha cô nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những phần quà cũng như là những hiện kim từ 5 triệu đến 3 triệu. Cho nên gia đình chúng ta hãy cố lên. Đó, MC sẽ hỗ trợ cũng như là bà con đây sẽ cổ vũ hết mình cho hai gia đình chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Được không bà con ơi? Dạ. Dạ. À, Như chia sẻ một chút xíu, đây là một câu chuyện chắc là của riêng Như thôi. Tại vì Như cực kỳ thích ăn xôi bắp. Và một cái cô mà bán phía trước chung cư á, ngay đây nè, ngay kế bên cái hẻm này nè, cái Như cứ hay ăn và chỗ đó Như cực kỳ thích luôn. Sáng trước khi đi quay là hay ghé đó ăn. Thì bẵng một thời gian nhưng không thấy cô nữa, không thấy cô ở đâu nữa. Thì Như nghĩ là chắc là mùa dịch khó khăn làm cô phải về quê hay như thế nào. Nhưng mà hôm nay gặp lại cô con bị xúc động. Tại vì là cô hả chị? Cô. Tại vì con nghĩ là có thể là cô không có ở đó nữa, có thể là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà con thấy may mắn vì cô vẫn còn khỏe ngồi đây, con cảm thấy cho dù là nó sẽ không quá là thực sự là quá hạnh phúc đối với cô, nhưng đối với con khi mà con thấy cô vẫn còn ngồi đây và con gặp lại cô, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì cái điều mà tệ nhất sẽ không xảy ra, và quan trọng là chúng ta vẫn ở đây, và con sẽ hôm nay sẽ hỗ trợ hết mình để mà cô có thể giành được phần thắng của chương trình. Dạ, cô nói cố lên cùng con nha. Cố lên con. Dạ, cố lên. Dạ, nãy giờ em thấy là có hai trường hợp, nhưng mà chị Như em kế bên sẽ là một hoàn cảnh luôn rồi đó. Nãy giờ em tưởng là chị thêm một hoàn cảnh rồi đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải vui lên để hỗ trợ hai gia đình này. Dạ. Còn bây giờ tự chị khóc chị bi lị nữa. Một thân một mình em rồi dưới xuống làm sao mà làm được. Thôi được rồi, bây giờ chị vui lại nào, chúng ta cùng chơi nha. Đúng bây rồi. Giờ trò chơi này rất là đơn giản luôn, tụi em có một thùng gấu bông ở đây. Dạ rồi. Dạ, nhiệm vụ của gia đình, mỗi gia đình sẽ có 3 lượt chọi con gấu bông vô cái rổ nào thì chúng ta sẽ được cái số tiền đó. Ở đây có những cái mức tiền nhiều lắm. Dạ, ở đây hiện tại là quà lớn một xíu. Đến mức này sẽ được 3 triệu đồng kèm theo phần quà. Mức xa nhất sẽ được 5 triệu đồng kèm theo phần quà. Chính vậy mình ráng nha, mình ráng ở cái khu này thôi. Cái khu này không cần đâu. Dẹp cái khu này qua một bên luôn. Rồi, dạ vậy chú cố lên nha. Bên này nha, khu bên này giùm con nha. Dạ. Mỗi gia đình sẽ được 3 lượt. Và tính lượt cao nhất, chúng ta sẽ lấy cái lượt cao nhất. Dạ rồi, thử nha, cái này thử nha. Thử, này ráng này được không chú? Thử cái này đi, thử đi. Thử từ từ thôi. Thử một lần nữa, thử nào vô thôi, thử nha, thử cảm nhận. Mạnh một miếng nữa. Thử. Ráng chú, ráng thử nha. Bình tĩnh nha chú. Không, thử đi, chứ nào thiệt là thiệt. Ráng nha, thử. Thử nữa không? Rồi, nghiệp rồi, vô cái nghiệp rồi. Bà con ơi, cổ vũ chú nào. Từ từ chú ơi, từ từ nha. 3, 2, 1. Chú anh chị ơi, con chúc mừng chú. Một tràng tay cho chú đã mang về số thưởng cao nhất 5 triệu đồng à. Chỉ một lần mà thôi là chú đã được cái giải lớn nhất của chương trình rồi. Dạ, xin chúc mừng chú. Chúc mừng cô.
Rồi vui nha cô nha, mình có quà là có tiền thưởng luôn. Rồi gia đình này mình cũng y chang như vậy luôn, mình sẽ còn phần thưởng 5 triệu đồng chứ phải là mất đi số tiền đó. Vẫn có nha, dạ, vẫn còn nha. Mình chơi thử đi. Dạ rồi bây giờ chơi thử nhanh trai nha, thử nha. Cố lên nha. Cố lên nhanh trai. Cố nha, cố thử nha. Chị đâu thiệt báo nha. Thử đi mình sẽ cảm nhận. Đúng rồi, lại nè, lại nè. Mình cảm nhận cái tay của mình nha. Nó mạnh một xíu nữa nha, thử nha, thử nha bà con ơi. Mạnh quá anh trai ơi. Thử nha, cảm nhận anh trai, cảm nhận. Ê, anh ơi cảm nhận 4 trái rồi đó. Ê. Ê, cái con đó nó hên đó. Cái con đó cái tay nó nhẹ đó, đúng rồi. Anh ôm con này vào lòng nha. Ôm vào lòng. Nâng như trứng hứng như hoa nha. Ráng lên nha anh. Dạ cô ơi. Cô có lời nào muốn nói với con trai mình không? Cố lên con ơi. Rồi cố lên nhanh nha. Bà con ơi, cổ vũ cho anh đi nè. Rồi bây giờ bà con im lặng nha. Bây giờ bà con im lặng cảnh tập trung anh Hải nha. Rồi, bình tĩnh chưa? Ok nha, ba lần nha. Ráng lên. Đó luôn không? Con đó luôn không? Con đó luôn không? Em nghĩ con đó đang quen tay đó. Anh con này đang quen cái tay đó, đúng rồi. Xíu nữa thôi anh, ráng lên nhanh. Từ từ bình tĩnh nha. Ê! Quay phim á thì rất cảm ơn. Dạ anh nó run rẩy con ạ, người anh run rẩy. Vui dạ, quá có chuyện xíu thật sự của mình nha. Dạ em cũng không biết nói giờ, em chỉ biết cảm ơn chương trình thôi, giúp cho mẹ em có số tiền này đi khám mắt. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ một lần nữa một tràng pháo tay dành cho cả hai gia đình được không ạ? Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Yeah. Và bây giờ là cái phần mà quan trọng mà chắc chắn là bà con đang chờ đợi nhất, đó là bốc thăm may mắn. Thưa quý vị, hãy nhìn vào cái mục cao nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Đó chính là một cái nồi chiên không dầu chà bá lửa nha quý vị nha. Wow, ai thích nồi chiên không dầu à? Wow. Thứ hai là một chiếc máy pha cà phê kèm theo phần quà của chương trình. Và tiếp theo là một cái ấm đun siêu tốc và giải ba là ba cái chảo không dính. Đó, wow. Rồi bây giờ anh Duy Khương nè, anh sẽ rút ba cái giải khuyến khích. À trời ơi, ba cái chảo trước nha. Kêu số hồi hộp nha. Ba cái chảo. Số mấy anh ơi? Đọc. Số 42. Ai đang cầm trên tay số 42 ạ? À? Ai 42? Chị đứng đây tiếp theo Khương ơi. Lá phiếu thứ hai là số 40. Ai là 40? Trời ơi. Mừng luôn. Số 6. Số 6 đó ạ. Ô, con chúc mừng chú. Dạ. Dạ số 6. Rồi, như vậy ba phần quà đã có chủ nhân và chương trình sẽ là chương trình Mẹ ơi con lên TV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt giải ba nha. Giải ba đó là một cái ấm đun siêu tốc kèm theo những là phần quà đến từ nhà tài trợ. Đúng rồi. Số 3. Số 3. Chúc mừng ngoại. Chúc mừng ngoại. Rồi ngoại nãy được con vịt đúng không? Giờ bây giờ thêm một ấm đun siêu tốc nữa. Xong rồi thêm phần quà của chương trình nữa. Ngoại ơi ngoại vui không ngoại? Vui không? Dạ cảm ơn ngoại. Và bây giờ là giải nhì là cái máy pha cà phê nha, kèm theo phần tặng quà đến từ nhà tài trợ nha. Số 32. Dạ chúc mừng. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là công bạn không có lựa nha. Đây thêm phần quà của chị nữa. Rồi cảm xúc sao khi ngày hôm nay Rinh muốn hết quà của chương trình tao rồi. Vui. Vui đúng không? Vui từ đầu tới giờ đúng không? Rồi cảm ơn chị Liễu. Rồi bây giờ sẽ đến cái nồi chiên không dầu. Yeah, giải nhất nha. Em ha làm hồi hộp chút xíu nha. Đây là con số có hàng
4 nha. Bốn phương trời ta về đây chung vui, đồng phân chia giọng nói tiền cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ai. Trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. 1, 2, 3, 4, 44. Xin chúc mừng. Chúc mừng chị, số 44. Chính xác luôn, giải nhất. Ê, luôn bài. Nhưng mà em nói nghe, chị cho hỏi thăm chị Diễm sao giống nhau sao vậy? Nãy em còn nhìn lầm. Gái ơi, lui lại. Chị em khác nội hả? Nãy hết hồn tưởng chị Diễm trúng rồi đó. Rồi, chúc mừng chị giải nhất một chiếc nồi chiên không dầu luôn. Rồi, cảm xúc sao nè? Rất là vui anh, cảm ơn anh. Và chương trình ta là chương trình Mẹ ơi con lên TV. Dạ, cảm ơn chồng anh rất là nhiều. Cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn bà con rất nhiều. Quý vị thân mến, vậy là những giây phút thật sự thoải mái, đầy cảm xúc đã trôi qua rất nhanh. Và chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành theo dõi chương trình Mẹ ơi con lên TV. Chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi tuần vào khung giờ quen thuộc, đó là 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ, Bảo Lâm, Khá Như, Duy Khương xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bà con ơi, chương trình chúng ta là chương trình Mẹ ơi con lên TV. Mẹ ơi con lên TV. Cảm ơn bà con rất nhiều.